bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Xin mời quý vị. Em biết nấu ăn và làm các công việc nội trợ. Em thương người và cũng có thể là hay giúp đỡ người khác. Em thích chăm sóc gia đình và kiếm tiền. Hầu như là em không có dành cho bản thân quá nhiều. Em thích chăm sóc gia đình, em sẽ nấu ăn. Sau đó nếu em rảnh đi em kiếm tiền, chỉ có hai cái đó thôi. Nghe bên kia nói nóng tính, cái em bé bên đây nó giật ghê. Em nóng tính. Khi nào mới lấy chồng được? Em lấy liền luôn giờ cũng được. Đến lúc mà anh im lặng thì em nghĩ là cũng chả còn gì để nói nữa. Im lặng là mất nhau đấy em. Im lặng là mất nhau đấy em. Mời nhà trai. Rồi, mời đi anh trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thành. Hiện nay là 31 tuổi và đang làm nhân viên kinh doanh. Thành, 31 tuổi kinh doanh để gì Thành? Em làm bên mạng vận chuyển. Vận chuyển, ở đâu? Dạ, ở bên Gò Vấp ạ. Em ở Gò Vấp, em ở Gò Vấp với ai? Dạ, em ở một mình. Một mình, được. Quê Thành ở đâu? Dạ, em ở Kon Tum ạ. Chào nhà trai nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Dạ, em chào mọi người ở tại trường quay và chào anh Huyền Linh và chị Lan. Em tên là Phùng Kiết Nghi, sinh 1993. Hiện tại em là nhân viên livestream, quê ở Long An nhưng mà em ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn rồi. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm đi Thành. Về ưu điểm của em là tính cách của em là vui vẻ, hoạt bát. Em biết nấu ăn và làm các công việc nội trợ. Em thương người và cũng có thể là hay giúp đỡ người khác. Ở một mình mà tự lập mà phải làm tất cả mọi chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Khuyết điểm là gì Thành? Khuyết điểm của em là em nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Em nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Nghe bên kia nói nóng tính, cái em bé bên đây nó giật ghê. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em thân thiện. Em thích chăm sóc gia đình và kiếm tiền. Hầu như là em không có dành cho bản thân quá nhiều. Em thích chăm sóc gia đình, em sẽ nấu ăn. Sau đó nếu mà rảnh đi em kiếm tiền, chỉ có hai cái đó thôi. Còn nếu như mà khuyết điểm của em thì chắc là em hơi bị buồn ngủ á. Kiểu giống như em ngồi nói chuyện có tầm tiếng hay tiếng là em hơi bị buồn ngủ á. Là chim mà nói chuyện tầm tiếng hay tiếng cái buồn ngủ. Bên bởi vậy nên là nhiều khi công việc nó cũng hơi bất tiện xíu là bởi vì em bị u tuyến giáp á nên cho nó hơi ảnh hưởng đến em một tí xíu. Đường tình duyên mình sao hả Thành? Dạ thì em có 3 mối tình. 3 mối? Dạ. Nắp ngắn nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất là tầm 2 tháng. 2 tháng bỏ qua. Dạ. Dài nhất bao lâu? Dạ 6 năm. Dạ 6 năm. Ồ. 6 năm rồi sao chia tay? Thì lúc đó là bọn em đi quen nhau là từ cấp 3. Sau thời gian tình yêu học trò mà sau đến đại học á thì lúc đó còn chưa có nhiều cái định hướng. Thì đến khi mà thời gian trở về sau á thì bắt đầu thấy có nhiều cái điểm bất đồng về tính cách, sau đó định hướng công việc rồi cũng khác nhau nữa nên chúng em chia tay. Mời nhà gái. Tình duyên mình như thế nào? Dạ em có 2 mối tình. Cái anh đầu tiên là do lúc đó tụi em còn nhỏ quá, mới 18 tuổi á nên là lúc đó kiểu như quen trên game. Xong rồi ảnh ở dưới quê, rồi ba mẹ anh mất, anh về thì em nhỏ quá, lúc đó em nghĩ tới việc học thôi. Còn người sau là tầm 3 năm rưỡi nhưng mà tụi em cách biệt nhau về tài chính á. Nhà bên kia thì khá giả hơn nhà em nên là tụi em chia tay. Chị thấy nhà trai khá giả hơn thì có thể bao bọc được cho mình mà sao lại chia tay? Em cũng không biết nhưng mà em cảm giác cái bạn đó cũng hơi quan tâm về tiền một tí xíu. Vậy là tụi em khác biệt nhau về tính cách và suy nghĩ. Trời, con bé nó xinh quá, muốn nhìn nó hoài luôn. Giờ sao nè? Giờ muốn có bạn trai như thế nào nè? Em thì yêu cầu đơn giản là công việc của bạn là phải ổn định. Tại vì công việc của em chỉ biết livestream á. Có những hôm em rất là mệt, em không đi live được. Là hầu như một tháng em sẽ nghỉ 4-5 ngày. Có hôm mà tâm trạng không ổn thì em sẽ nghỉ nhiều hơn. Mà đến khi mà em làm thì em làm cả ngày luôn. Em có thể đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mà em về còn thích nấu ăn nữa. Nên em muốn bạn nó phải có công việc ổn định hơn em. Để hai người bù đắp qua lại nhau sẽ tốt hơn. Rồi, bạn cần một người... công việc ổn định. Công việc ổn định, tại vì công việc của bạn là nó không ổn định về mặt thời gian. Dạ. Có khi thì bạn rất là bận, bận cả ngày, có thể em không nhìn được thấy mặt bạn luôn. Nhưng có khi thì bạn lại rất là rảnh. Thì người ta coi livestream.
Dạ với em thì nó không thành vấn đề đâu ạ. Đang hỏi là dạ. Ví dụ có thể phụ giúp việc nhà cửa, nấu ăn đồ gì? Nấu được hết, ở mình chưa ta nấu được. Thì vấn đề đó thì em nghĩ là bạn gái không cần quan bận tâm đâu. Bởi vì thật ra về cái khả năng nấu ăn thì em nấu được. Thấy nó vậy là biết nó nấu ăn ngon rồi đó. Còn việc nhà nội trợ thì cứ yên tâm em làm được hết. Làm được, chia sẻ được đúng không? Dạ. Rồi, mong muốn của em có bạn gái như thế nào nè? Dạ, bạn gái em mong muốn là nhất là bạn xinh xắn. À, da trắng một xíu. Trời ơi em ơi, bao xinh, dạ mời. Rồi gì nữa phải tôi nghe hết rồi tôi qua tôi coi coi gì đúng không? Về tính cách thì em thích một người phụ nữ thông minh, hoạt bát và lễ phép và biết đối nhân xử thế đó chị. Vậy là nãy giờ yêu cầu nhiều lắm á. Nhiều đó đủ rồi, hoàn hảo rồi đó. Gì vậy? Gì vậy? Livestream mà phải xinh thế này ha. Dạ, rồi. Bây giờ em không thích điều gì, em ghét nhất điều gì đàn ông nè? Keo kiệt. Keo kiệt. Ừ ha. Ông mà keo kiệt nó mệt mỏi lắm ha. Dạ. Rồi, khi nào mới lấy chồng được? Em lấy liền luôn giờ cũng được á. Em lấy liền luôn giờ cũng được á. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với chị gái em à. Chị gái hả? Rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn Nam và khán giả trong trường quay. Chị thấy bạn Nam bên mình á thì nhìn bên ngoài á thì cũng khá là ưa nhìn, chững chạc. Thì nếu mà được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Rồi còn Thành đi với ai? Dạ hôm nay em đi mình. Rồi thôi để hai đứa gặp nhau đi ha. Mở rào. Có chuyện của em đó. Mình cũng muốn là về tặng bạn. Đây quà của bạn đây. Các bạn tặng nhau gì các bạn chia sẻ đi cho khán giả biết với. Thì em không biết tặng gì, em tặng bánh cho anh nha. Nó chưa đủ tròn. Gu em chị, gu em rồi. Gu em chị, gu em rồi. À gu em hả? Dạ. Cho em hỏi là thí dụ như bây giờ là nếu như anh quen bạn gái khoảng bao lâu nữa anh lập gia đình được ấy? Với anh đó hả? Thì mình cho nhau thời gian tìm hiểu. Thì tầm 6 tháng đến 1 năm là cưới mà cảm thấy mà mình over hợp á thì có thể rút ngắn được thời gian thôi. Thì tầm khoảng 2-3 tháng cũng được. Đó tùy vào em nữa. Rồi bây giờ nè bạn trai đứng lên nè. Tiến tới nắm tay bạn gái đi nè. Bây giờ tới. Giờ là tới bến nè. Rồi nắm tay đó cảm thấy làm sao? Đầu tiên thì em thấy bạn gái là xinh. Thứ hai là... Giờ em không biết nói gì. Em tức là bạn rất là xinh. Dạ. Giờ hai đứa nói với nhau đi, hai đứa có ghen không? Em có ghen không? Chắc là hên xui tùy người. Nói chung là cái việc ghen tuông là mình phải cái cách mình làm sao để cho người ta không ghen, cái đó mới hay. Còn cái việc ghen hay không ai cũng phải ghen, nhưng cách mình sống làm sao để người ta không ghen mới là cách của mình. Còn anh thì anh nghĩ anh sẽ ghen. Ghen cũng không dữ lắm đó, em yên tâm. Nhưng mà cách của anh thì vẫn là chọn là im lặng. Im lặng là mất nhau đấy anh. Im lặng là mất nhau đấy anh. Quyết định là do các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. Bấm nha anh, bấm 1, nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúc mừng hai bạn. Rồi, nắm tay nhau nào, về livestream cùng nhau. Cảm xúc giờ sao? Vẫn còn run đúng không? Hả? Nắm tay sao nhẹ nhàng quá vậy? Tao nắm vô... Bấm sao gãi cái móng luôn đi. Anh xin phép. Chúc hai đứa tình hiểu nhau hạnh phúc nha. Dạ, đây là những phần quà dành cho các bạn đây. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc nàng cơm.
Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Rồi, đưa đi đường này nè. Chúc mừng họ là bấm nút và mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Rồi được rồi, anh ngoại tình tiếp nữa. Vâng. Úi là trời. Thì anh bảo em đẹp trai như này mà. Thì anh bảo em đẹp trai như này mà. Không, to cao đẹp trai rồi có tiền. Do em làm dâu không nổi cho nên làm dâu không nổi à, cho nên là em quyết định ly hôn chồng trước. Nghe lời mẹ, rất là nghe lời mẹ luôn, không có thương mình, cảm nhận thấy thương mình. Tức là không chia sẻ với cô. Đúng đó, anh nhìn thấy em như vậy cũng đã là phù hợp với anh rồi. Em cần cái gì ở anh thì anh sẽ khắc phục được, anh sẽ điều chỉnh được, điều chỉnh được cả em luôn. Điều chỉnh được cả em luôn. Mời nhà trai. Oh, đây, đây. Mời nhà gái. Em để điện thoại đây nè. Bây giờ mình giới thiệu cho nhà gái sơ sơ về mình đi anh trai. Mình là tên là Tô Hồng Phóng ạ. Anh sinh năm mấy? Mình sinh năm 74 ạ. 74. Mình đang là doanh nhân, kinh doanh về khoáng sản. Bây giờ mời nhà gái giới thiệu đi. Rồi, mời nhà gái ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị em. Ngọc Lan. Em tên Mỹ, em sinh năm 87, sinh sống ở quận 8. Em là giáo viên dạy tiểu học. Mỹ quận 8 nhưng mà ở với ai Mỹ? Dạ, em hiện tại là mẹ đơn thân, có một bé trai 4 tuổi. Hiện hai mẹ con đang sống ở quận 8. Rồi, vừa đi làm vừa chăm con. Dạ. Giỏi quá. Rồi, cũng là giỏi đó nha. Rồi, bây giờ anh nói về ưu điểm, khuyết điểm cho bên Mỹ nghe đi anh. Cái ưu điểm của mình thì thực ra là mình là một giám đốc thì cực kỳ vất vả rồi. Tuần vừa giờ là mình phải thức đi đến lúc này là 4 đêm. 4 đêm vừa phải lái xe đi giao hàng, vừa phải giao xong xuống gặp khách hàng xong lại về, quay về nhà lại bắt đầu tiếp tục làm hàng. Anh là rất là mạnh mẽ, rất là cố gắng nỗ lực luôn á. Vâng. Không? Anh là có gia đình chưa? Mình có rồi ạ, lấy vợ là 12 năm ạ. Có mấy người con? Mình có ba người con. Ba người con, con lớn bao nhiêu? Mình thực ra là mình đã trải qua hai lần vợ. Rồi vợ trước có mấy người con? Vợ trước mình thì có một đứa cháu năm nay 22 tuổi. 22 rồi, vợ sau là? Vợ sau con lớn cháu được 12 tuổi và cháu bé là 9 tuổi. Cháu ở với mẹ. Sau khi ly hôn thì mình để hết nhà cửa tài sản lấy cho các con ở. Mình hiện tại là bây giờ là mình ra ở ngoài kho bãi và trông bãi và đồng thời là quản lý công ty luôn. Nhưng mà ở với nhau hai đứa con, hai mà con thế mười mấy năm rồi, mình không có rút kinh nghiệm từ mối tình trước hay sao mối tình lại tiếp tục mình đổ vỡ nữa anh? Tiếp tục đổ vỡ thì sau khi cái dịch á, mình làm giám đốc thì có bạn kế toán thì bạn ấy cũng ở cùng với mình, bạn ấy cũng không có chồng. Quá trình là ở gần với nhau thì lửa gần rơm thì mình cũng ngoài tình. Sau khi bà xã và mình biết cái là bà quyết định và không cho. Rồi được rồi, anh ngoài tình tiếp nữa. Vâng. Úi là trời. Thì anh bảo em đẹp trai như này mà. Thì anh bảo em đẹp trai như này mà. Không, to cao đẹp trai rồi có tiền. Tôi qua tôi coi nhà trai đẹp trai tới cỡ nào mà. Xin chào Ngọc Lan. Dạ. Anh cũng mê em lắm đấy. Chào anh. Ừ, em đẹp lắm, anh theo dõi chương trình của em rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Ừ. Anh ơi cho em hỏi nè, sau hai lần mình vấp ngã như vậy, anh có hối hận về hành động mà mình đã làm không? Hối hận thì ai cũng hối hận cả. Hy vọng là mình sẽ không để xảy ra một lần nữa. Nhất định là không được để xảy không ra. Không bao giờ để xảy ra. Không bao giờ. Dạ. Nha. Vâng. Dạ. Rồi, để qua chị gái. Nghe chị ngoài mang. Chào em gái. Cái ngoài mang liền. Anh đẹp trai, nó đẹp trai nhưng mà lửa này hơi mạnh đó. Em nghe em sợ không? Dạ sợ. Sợ đúng không? Dạ. Ai nghe cũng sợ cả, nhưng mà là
Chị Lan nghĩ rằng là ở một cái bối cảnh mà người ta dám đối diện với những việc này và dám thừa nhận thì là đã là một cái điểm sáng rồi. Thì tất cả mọi cái nó sẽ tùy duyên thôi. Rồi, bản thân mình thì sao? Cuộc sống của mình, hôn nhân của mình như thế nào mà bây giờ mình trở thành một người mẹ đơn thân? Do em làm dâu không nổi cho nên... Làm dâu không nổi à? Cho nên là em quyết định ly hôn. Chồng trước nghe lời mẹ, rất là nghe lời mẹ luôn. Không có thương mình, dám nhận thấy thương mình. Đó là không chia sẻ với cô. Đúng đó. Có thể mẹ chồng khó nhưng mà nếu người đàn ông đó thương mình thì cũng sẽ vượt qua được. Thôi bây giờ chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ trở lại câu chuyện là em mong muốn một cái ông chồng sao này sẽ như người thế bạn nào? Đồng hành đi. Nghe chồng sao nghe. Em chỉ muốn là thương yêu mẹ con em. Hiểu được hoàn cảnh của em. Nhưng mà em rất là nghiêm túc cái chuyện vợ chồng nghiêm túc chung thủy. Em thích như vậy. Thì em phải nói thẳng chút xíu không gặp, nói thẳng đúng luôn. Đúng rồi. Bây giờ thử bữa nào, thử coi ông có trái nổi không, thử một bữa nào đó, tìm cách thử coi sao. Thử, đừng nói cho ông biết. Nè, cô bên kia sinh năm 87 rất là dễ thương. Anh có sẵn sàng để đón nhận một người con về sống chung với mình không? Một người con và 10 người con mình cũng không sợ. Mình có điều kiện, có kinh tế và có tình yêu. Ok, rồi. Bây giờ anh muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào anh trai? Đơn giản thì tính cách của bạn gái mình sẽ điều chỉnh được. Mình cũng không sợ ngại bạn gái có tính nọ tính kia, mình sẽ điều chỉnh được. Mình ngoan thì bạn gái sẽ ngoan. Rồi, ok. Anh đi với ai vậy anh trai? Em đi với anh của em ạ. Rồi, xin chào anh trai. Chào nhà trai ạ. Cảm ơn chương trình đã tổ chức cho em tôi có cuộc gặp gỡ với một người bạn. Chỉ mong rằng các em sẽ dẫn tới được kết quả là tốt đẹp nhất. Dạ. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Nhà gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi một mình. Rồi, đó, có gì chị Lan hỗ trợ cho. Dạ. Rồi, thôi. Mở rào. Mời giám đốc. Ôi chào em. Đây anh có cái quà tặng em. Cái này nó nhìn thấu được trái tim anh. Cảm nhận về nhau như thế nào? Có giống như là mình tưởng tượng hay không? Bạn gái thì thực ra là bạn ấy đẹp, trẻ đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mong bạn tạo cho mình một cái cơ hội. Còn nhà gái thấy nhà trai thì sao? Dạ, thấy anh rất là giỏi luôn á. Cái tính kia thì phải coi lại. Còn anh nhìn thấy em như vậy cũng đã là phù hợp với anh rồi. Em cần cái gì ở anh thì anh sẽ khắc phục được. Anh sẽ điều chỉnh được. Điều chỉnh được cả em luôn. Điều chỉnh được cả em luôn. Em thì đi làm bận suốt rồi. Có buổi tối thôi thì em muốn có một bữa cơm gia đình. Nói chung là mọi công việc đều ghét qua hết. Nếu mà về nhà mà cũng bàn công việc nữa thì mệt mỏi lắm anh. Còn bữa cơm tối với gia đình thì cái đó là bình thường đối với anh. Anh nấu được mà. Bây giờ bỏ qua cái chuyện đó đi. Vâng, đúng rồi anh ạ. Cũng lần nào đứng gần gần cái. Vâng. Anh ạ, ra. Ừ. Đây. Đây. Đó, bây giờ nè. Bây giờ tương lai, thí dụ hai người về với nhau, anh có mong muốn sinh con gì nữa không? Bạn với cô đi. Anh kiếm một người phụ nữ thực thụ để mà sinh con. Anh xác định là anh nuôi con chứ anh không nuôi cháu. Vậy là sinh thêm đứa nữa. Đúng không? Vâng. Em được không em? Dạ, nếu có cái cơ đó là em tự quyết định nha. Nếu có gì không cần ép nữa thì vẫn sanh được, tay em trong còn trong độ tuổi sinh đẻ. Ừ. Thế cái đó là rất là tốt, anh cảm ơn. Còn lại cái cuộc sống thì tùy duyên. Bây giờ anh thấy cô này anh ưng không? Được đấy anh ạ. Rồi bây giờ mình để tay vào nút bấm, tự đưa ra quyết định cho riêng mình anh nha. Em gái cũng vậy. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan và hãy suy nghĩ cho thật là kỹ trước khi chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định là phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình chứ không phải là bấm nút chơi vui rồi thôi. Ha. Vâng. 1 2 3 Cô giáo không bấm. Chắc có lẽ là cô sợ. Sao? Vâng. Lý do gì em nói đi nào. Thì cũng nói chuyện sơ qua với lại thường người ta nói cái tật nó khó bỏ lắm anh. Cho nên là em cũng sợ. Ở gần với nhau thì lửa gần rơm thì mình cũng cũng ngoài tình. Trời ơi, anh ngoài tình tiếp nữa. Vâng. Úi là trời. Vì anh bội em đẹp trai như này mà.
Có không? To cao đẹp trai rồi có tiền. Em thấy quyết định của cổ là hợp lý. Cô giáo này cũng dễ thương lắm. Vâng. Anh hãy kết bạn đi, làm bạn với nhau. Dạ. Giúp đỡ, chia sẻ với nhau rồi. Mình cứ làm bạn với nhau anh nha. Dạ vâng ạ. Còn đây là những cái phần quà mà chương trình gửi tặng. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm, nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Lululu, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của Em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululu Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululu. Dạ. Okay. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu quý vị hai cặp đôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ bảy và 20h20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.